của anh vậy đó, gạt lại. Thì mình chọn sọn đồ ở trong ga đem đánh à. Cái giai đoạn quan trọng trong cái quá trình mình làm những cái gia công một số phụ tùng cho anh Tấn nè, thì sau khi mà nhận hàng anh thấy sao anh Tấn? Thấy rất ok em. Ok phải không? Rồi. Ok, phần nào nhiều anh? Còn lắm. Nhưng mà vẫn xây được nha. Nhớt cũng quan trọng lắm anh. Tôi thử xây rồi. Tại vì cái bơm nhớt mình đó, nó có một số người thợ làm á, thứ nhất là nó nhẹ quá đi, thứ hai là nặng quá thì chạy cũng nóng ra. Cái này thì cho nó tương đối là nó nặng lắm, nhưng mà trước khi mà anh vô cái bơm nhớt này á, thì anh phải mòn nhớt cho cái gái nha. Rồi gái phải cốt này vô, gái phải cốt này vô. Khi nào anh thấy nhớt, anh quay á, thấy nhớt nó bắn vô cái lỗ này nó ướt mà. Ướp lỗ này là bắt đầu anh thả gáp cái dền vô. Còn nắp gì thì ok rồi, nhưng mà dặn thêm bên chỗ này nè. Thì nó tha keo mấy chỗ này đi. Mặc dù dạt rồi nhưng mà nếu mà dạt cho hết mấy cái này thì cái này nó quá sâu rồi anh. Tha keo trước đi anh, hình vô. Dạ. Nó xị vô nó cong. Được. Cái nó mình làm sức mắp lại nó có trường hợp này nè anh Tấn. Dư gì? Không phải. Cái này nè, anh để cò nó ăn quá hoặc là không ăn. À, nếu mà nó không ăn á thì anh đắp cái cây cò ở trước là bầu phải là sau lưng của cây cò á, anh đắp cái đó lên chứ đừng đắp cái tay bẻ cò nha. Đắp tay bẻ cò vô nó khó chịu lắm. Còn nếu nó dư quá thì nếu dư ít thì anh canh con ở chỗ này ra, còn nó dư nhiều thì mài cái sau lưng cây cò nó thêm bớt. Cái này nó khắc phục được phải không? Cái này trường hợp này đối với mình thì mình tiện xuống bắp thì không bị cái trường hợp đó, có nghĩa là thì mình tiện xuống bắp lên mình lấy cây mẫu cũ mình đo từ đây xuống cái chừng ít nó bao nhiêu. Yeah. Còn chiếc này là nhờ mấy anh bạn nó tiện vô mình ra mà không có nắm được cái phần này. Giờ nhận cái làm gì đó. Rồi giờ nhớ gài cái phe này vô mới có tác dụng này nha. Thế nó cục kịch. Nhưng mà nói thật lòng mà nói á, mấy cái cốt của anh NS này nè. Với SS nè. Ép vô nó cứ ngắt à, ít khi bị giục lắm. Nhưng mà có nó thì mình phải gắp vô cho nó đầy đủ. Thì bạc đạn cam, bạc đạn đầu thì xong hết trơn rồi. Cái bê tông thì mình cũng thử ảnh vô xong luôn. Thì cái này là tấm rô anh biết bài nào mới vô, bài nào mới ra chưa? Đó, giờ hỏi khó nè. Cái này là không biết luôn. À. Vô tí đại à. Chứ từ nào giờ chưa biết bài nào mặc. Đó là dấu chân. Có hai bài nó khác nhau đó. Hai bài khác nhau, bài dày bài mỏng. Nhưng mà đối với cái xi lanh này thì quay cái bài mỏng vô đi anh. Bài dày ở ngoài. Nha. Tại vì cái nắp lát tôi giặt rồi. Còn nếu mà không giặt nắp lát thì làm ngược lại. Đại khái vậy đi. Giờ thì mình vô vỏ lại. Vô cái nắp trước đi anh. Cái cốt nắp lát. Xương không à. Còn khúc nào mà nó gắt gói thì anh khỏi điện tôi ăn mở thêm thì thôi là tôi chỉ cho. Còn cái dòng phun sơ mi này thì nó cái cọng nó vừa nhưng mà nó hơi nhỏ xíu, về kêu anh căng ra, nhớ vừa nghe anh căng hồi căng nữa nè, căng quá là đi luôn đó. Còn cái cọng phun ở trong lớp còn ok đẹp dữ đó, cái miễn thì có hướng dẫn rồi phải không, cái bên cắt nằm phía ngoài rồi nhớ đó. Đây nè, cái bơm nhớt là nhớ gắt cây cam trước, cái hai gắt bơm nhớt sau nha anh. Nhiều khi anh để cái bơm nhớt anh gắt trước là sao, để vô ngạnh anh đóng cái rồi luôn cũng luôn này liền bơm nhớt yếu liền, đánh còn cây được miếu liền nha. Chúc anh thành công. Ok, thế nào?
nào cũng chạy được hả? Cái nào cũng chạy được hả? Hơn nữa là có thằng đệ tử ở nhà là thợ sửa xe Honda kêu nó hỗ trợ. Nó chết khác hoàn toàn nha anh. Honda vô đập đây cũng sợ. Nhưng mà cái này cái chỉ anh siết ốp gen này nha, ốp gen này rất là dễ dãi nha. Gen này về anh rửa sạch bằng bằng xăng, thấy không? Anh siết vô nghe nó hơi cắt. Mình nếu mà em cảm thấy nặng mà nó không kêu ha. Anh gỡ con ốc con bù lon gen này ra, anh rửa sạch một lần nữa. Anh siết vô nó nghe cắt nó dội thì dừng lại chứ đừng siết nặng nha. Là giãn liền đó. Bù lon gen này rất là dở. Ở đây nó giãn là tư thai ít khác, còn ở đó anh giãn nên hơi căng. Chúc anh thành công. Cảm ơn anh Vũ. Cái cũng trễ lắm là qua rồi, chạy xuống chạy lên. Rồi. Cái này chắc bỏ lên sàn nước của anh. Rồi lên anh Vũ, ta nhớ công rồi. Chỉ cho ở nhà ta mới biết mình đi sửa máy anh. Chứ không nhớ là cái nói mình đi đâu á. Rồi. Bây giờ chia tay anh Tấn thì bây giờ mình quay qua mình xử anh này. Anh Nghi nè là có cái máy mà chạy bị đứng máy nè. Cái máy mua cái máy gì đâu mà dở ẹt, chạy mới có 7 năm mà là đứng máy. Cái này là về đường số 8 luôn ha. Nó đó hả? Đó giờ thì anh em mình ẩm lên sao đi anh ơi. Đem là sao đó, đem lên sao? Xe đậu tuốt ngoài đó được không ta? Thì ra sao đi rồi anh gà trở ra anh dẫn xe lại. Ừ. Còn cái khâu tính tiền hồi nữa mới tính anh. Cho má nổi trước đi. Trời ơi. Sao? Anh này có nhiều chuyện để nói với anh lắm nè. Bây giờ chúng ta tút cú ngoài luôn đây. Chỗ này ông này ông cản này hoặc là nằm đây cũng được nữa. Đây đi. Nằm trước cái đầu ba bốn tên này đi. Đó. Nằm đây chơi đây luôn các bạn ơi. Hay là muốn ra đây, muốn ra ra chơi luôn.